Là hoạt động chào mừng hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Triển lãm ảnh Trung du miền núi phía Bắc, tiềm năng và cơ hội đã thu hút sự quan tâm, thưởng lãm và để lại nhiều ấn tượng với các đại biểu về dự hội nghị. Với gần 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày, triển lãm đã khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống, đặc biệt là tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Bằng những cái hình ảnh nghệ thuật nói lên vẻ đẹp ruộng bậc thang, cảnh núi non và sông nước rất là hữu tình, và đặc biệt thì chúng tôi cũng giới thiệu di sản văn hóa của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đại biểu và công chúng xem và cảm nhận được vùng Trung du và miền núi phía Bắc là một vùng đất rất là đẹp và đây là tiềm năng và cơ hội. Giới thiệu về Lào Cai, các nhiếp ảnh của tỉnh cũng đã mang đến triển lãm 24 tác phẩm ảnh nghệ thuật. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc vùng cao, các tiềm năng lợi thế ở các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu cũng đã được giới thiệu, quảng bá trong các tác phẩm ảnh nghệ thuật. Người xem có thể cảm nhận được rằng là cái vùng đất này nó có đầy những tiềm năng, không những về tiềm năng thiên nhiên, ví dụ như là khoáng sản mỏ hay về phát triển với công nghiệp, và đồng thời cũng nữa là cũng đi đôi với lại cái sự phát triển lớn mạnh về nông nghiệp cũng như là nông lâm thủy sản. Được đánh giá là có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội, an ninh đối ngoại của cả nước, triển lãm ảnh đã quảng bá một cách rõ nét về tiềm năng lợi thế và cơ hội phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thì phải nói Lào Cai rất là đẹp, về cái văn hóa rất là đa sắc màu. Khi đến đây thì cũng rất là hứng khởi và cũng có muốn đầu tư một lĩnh vực nào đó, đặc biệt là về ngành du lịch. Triển lãm ảnh đã thu hút sự quan tâm thưởng lãm của đông đảo các vị đại biểu, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Qua đó đánh thức tiềm năng, mở ra cơ hội đầu tư, thúc đẩy sự phát triển chung của 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.